Sau đây Quý sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách lắp vào nhé. Bước 1 là chúng ta sẽ lắp cái phần đế vào. Cố định trong phần đế. Chúng ta sẽ bước 2 chúng ta sẽ lắp phần thân vào. Chúng ta đã hoàn thành phần thân. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp cánh vào. Đây là nút bật này. Đấy, ta ấn một cái là nó chạy rồi. Đấy. Và chiếc quạt này có lên tới là 24 cấp độ gió luôn mọi người nha. Đây là 10 rồi này. 11 này. 12 này. 13, 14 này. 24 cấp độ mọi người nha. Đấy. Ở trên này là nút tăng này, đây giảm này. Đây là giảm. Rồi, đặc biệt là nó có cấp độ gió cho trẻ em này. Khi cho trẻ thì chúng ta bấm ở cấp độ nhỏ này, cấp độ vừa này là 15 này, cấp độ nút lớn này 24 là lớn nhất, và ở đây là screen này là để cho chế độ quay nhé, để chúng ta có hẹn giờ thời gian nhé. Đấy. Đây chúng ta có hẹn giờ, tăng giảm ở chỗ nút up tăng và down và giảm. Đấy. Chúng ta lại tắt đi. Cảm nhận là gió của con này là rất là mát và nó chạy hoạt động êm mọi người nhé. Ngoài kiểu dáng trang nhã rồi điều khiển từ xa thì cái lồng quạt được làm rất là khít, cái điểm này mình rất thích luôn, bởi vì khi chúng ta có cái này thì các em nhỏ sẽ không thò tay vào trong này được, nên hoàn toàn yên tâm sử dụng nếu nhà có các em nhỏ mọi người nhé. Quạt vận hành êm ái, hàng thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất tại Thái Lan, bảo hành lên tới là 12 tháng. Các bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại điện thoại của Quang Hạnh để mua sản phẩm chính hãng với giá cả phải chăng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.